với phần chậu đó là hãy cứ tiếp tục, đúng không ạ, Vâng. là chính mình và tiếp tục con đường của mình, chứ không cần phải gọi là phải tuân thủ hay là đi theo cái con đường của ai hay là cái quy định của ai hết, đại khái như vậy. Dạ. Anh thành ra ban nãy tôi nhắc lại cái chữ mà từ cái chữ mà ourselves, yourself, và Đó, dạ. thì tôi nhớ lại cái câu của nhà văn gì đấy nhỉ, Hemingway ạ. không của cái Ở Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn, Dạ. Trịnh Công Sơn là tôi ơi đừng tuyệt vọng, tức là ông ấy cũng ở trong một cái hoàn cảnh mà rất rất buồn, rất thấy rằng cái cuộc đời chung quanh cũng hắn ấy cũng không dám khuyên thế Dạ. này hay là thế kia, Dạ. và thế này là đúng hay thế kia là sai, nhưng mà chị Công Sơn đó, thì hắn ấy tự an ủi mình rằng thì là tôi ơi đừng tuyệt vọng, tức là hắn ấy nói với chính hắn ấy, nhắc nhở cái chính hắn ấy là tôi ơi đừng tuyệt vọng. Cho nên tôi nhớ lại cái câu Trịnh Công Sơn thì tôi ơi đừng tuyệt vọng, và tôi nhớ lại cái nhà văn Du Tử Lê, và cũng nói về cái thân phận của một cái người Việt di tản, khi tôi chết hãy mang tôi ra biển, cái gì đó đời lưu Dạ đúng. vong việc vân vân, thành ra gần như là hắn ấy hy vọng ao ước rằng Dạ. được được thả xuống biển, biết đâu lại trôi dạt được về quê hương. Dạ. Thì tức là bây giờ mình thứ nhất là năm mới ở Hoa Kỳ, đúng không ạ? Thì có cái tập tục là hay nói đến cái từ nó gọi là resolution, Vâng, đúng không ạ? Khi mà nói resolution là mình tự kiểm không biết à, cái từ phê không, nhưng mình tự kiểm để mình rút tỉa và mình có những cái lời hứa để mình đổi mới, không ạ? tôi nghĩ rằng cái revolution là nó gần như là một cái chương trình hứa hẹn, Đó, dạ. một cái hứa hẹn, một cái chỉ nam, để mà nghĩ rằng thì là ngày mai nó sẽ đẹp hơn, Dạ. và cũng có nghĩa là đây là một cái thái độ tích cực vào đời, Dạ. và một cái tích cực vào đời thì nghĩa là đầu năm bao giờ người ta cũng đưa ra một cái quyết đoán, một cái quyết tâm, Dạ. một cái danh sách những cái điều mà chúng ta sẽ làm trong năm trong năm tới. Hôm nay là ngày mùng 2 rồi thì cái quyết tâm của chúng ta là gì thế Đầu tiên hết, nếu vậy bây giờ giữa có sẵn cháu với bác đây, cứ coi là chương trình của hai bác cháu mình, thì bây giờ cháu không dám đại diện cho bác, nhưng mà cháu thì propose, đúng không ạ? Cháu hỏi ý bác thôi. Nếu vậy thì với khán giả mình có hứa là cái chương trình của bác cháu mình sẽ thường xuyên hơn không ạ? Vâng, và tôi cũng ao ước như vậy, Dạ vâng. và cũng giống như là một cái cô bạn gái nào đó, và cô ấy cũng nói là cô ấy theo dõi đó, Dạ. thì cũng cũng cảm ơn cô bạn gái, Dạ. và cô ấy không nói hết ra rằng thì là mình có thể là mình thất thường, nhưng mà ít nhất mình cũng được một người theo dõi, Dạ. có thể là cô ấy tượng trưng cho một số những người khác Dạ. mà chia sẻ với mình, Dạ. thông cảm với mình, và cũng có thể là ngưỡng mộ mình nữa cũng nên. Cố nói thì rõ ràng là cố là một trong những fan ngưỡng mộ bác. Mà ngược lại cố phê bình cháu thì sẵn cháu nghĩ là cái lời nhận định của cổ thì cũng chính xác, thì sẵn coi như là cháu cũng công bố ra để mọi người khán thính giả cùng biết, đúng không ạ? Thì coi như cũng là cái resolution của mình. Thì cổ có gọi là gợi ý, góp ý hoặc là nhắc nhở hoặc là gì đó. Thì cổ nói đầu tiên hết là nếu mà làm chương trình như vậy thì ít nhất, đúng không ạ, là mỗi chương trình mình nên, nếu mà cháu với bác uống trà hay uống cà phê thì nên có, đúng không ạ, một cái bình trà cho đẹp, nếu mà có những tách trà đẹp thì càng tốt, có khói bốc lên nghi ngút thì tốt, hoặc là nên có một vài bình hoa, có
Nhưng mà nói chung tiểu chung là cái gì, có nghĩa là cái setting, đúng không ạ? Tức là mình làm chương trình thì mình cũng phải để ý đến cái hình ảnh, đúng không ạ? Để mà tạo được một cái hình ảnh, một cái ấn tượng, cái phong cho, như bác cũng đôi khi bác làm bác cũng nhìn ánh sáng rồi nó có chổi, nó có bị này bị kia, đúng không ạ? Thì đầu tiên hết thì cháu cũng hứa là trong những chương trình trong năm nay và trở về sau, đúng không ạ, năm mới và trong tương lai, thì khi mà làm những chương trình thì cháu cũng chịu khó chăm chút hơn, đúng không ạ? Tức là về vấn đề ánh sáng, về vấn đề phong, nếu mà mình đi ăn thì mình không có có quyền decorate, đúng không ạ? Decor không có quyền trưng bày. Nhưng mà nếu mà mình làm ở nhà mình hay là ở những cái không gian mà mình có là có quyền đó, thì mình sẽ chăm chút hơn, đúng không ạ? Cũng có một vài cái cảnh trí hoa lá cành, hay là ít nhất cũng compost là o bế cái hình ảnh hơn, để mà sao đó là đáp ứng được tôn, thể hiện cái sự tôn trọng khán thính giả. Anh đúng, để mà trang trí thì tôi nghĩ thì là nó cũng dễ thôi đối với mình. Một bình hoa, một cái cảnh nhỏ trên cái bàn của mình, mình mang theo kể cả cái kể cả những cái bông giấy không biết hay là bông hoa hướng dương nó của mỗi dân tộc hay là của mình, hoặc là như bác nói bất cứ một cái vật dụng gì, cái hình tượng gì, đúng không ạ? Nó trở thành cái icon, cái tiêu biểu cho cái show của mình, mình có quyền mang theo, đúng không ạ? Và mỗi chương trình mình đặt nó làm sao đó để nó tạo thành ít trang trí, phải không ạ? Minh họa để nó tôn lên, nó tạo một cái hình ảnh, cái khuôn hình nó đẹp hơn, đại khái như vậy. Anh thành ra mình mới nhớ là thời Việt Nam Cộng Hòa đời xưa đó, ngoài những các cái phòng trà, phòng trà này phòng trà kia đó, thì tôi có cái ấn tượng thích nhất là cái phòng trà đêm màu hồng, đêm màu hồng, và một cái phòng trà khác nữa là nó cũng ở dưới cái passage Eden, ở ngay cái góc trước cửa tòa đô chánh mới gì đó. Dạ vâng, rồi bây giờ là qua cái phần mà nói về mình, đúng không ạ? Thì bây giờ là cái cuối năm rồi, thì mình không biết là mình quên mất, mình không có thời giờ nhiều để mình gọi là tổng kết cuối năm, hoặc là mình lược qua những cái tin mà gọi là bà bác quan tâm trong năm qua. Không biết là bác có muốn nói về là cái phần đó, hay là bác muốn nói về những cái sự kiện mới đây nhất trong vài ngày qua thôi ạ. Tức là cái sự ra đi của bà Barbara Walter, đúng không ạ? Rồi Pele, thì chắc cái thời đó đúng thời với bác. Hoặc là mới đây nhất là Đức Giáo Hoàng. Thì nói chung nói về những cái sự kiện trong năm, những cái tin tức trong năm, thì bác có những cái gì bác muốn trình bày ạ? Vâng, thưa anh, Pele thì một trong những cái cầu thủ mà đến nỗi mà đất nước đó là cho 3 ngày quốc tang, nhưng mà còn Đức Giáo Hoàng đó thì báo tin là cái ông Giáo Hoàng trước đây đó, ông ấy về hưu rồi đó, thì ông vâng thì báo tin rằng thì là ông ấy mất, ông ấy qua đời. Thế thì đây nó mới là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng cần nhấn mạnh, là bởi vì rằng thì là cái Công giáo, cái Vatican nó quan trọng đối với đất nước Việt Nam lắm, trong suốt cả cái thời 100 năm nô lệ người Pháp đó, rồi thì là 30 năm nội chiến từng ngày đó, thì cái đạo Công giáo, cái đạo Catholic, Catholic Roman Catholic của nó coi như rằng thì là nó ngự trị ở trên cái dòng sinh hoạt của đất nước Việt Nam, bởi vì rằng
họ có nhiều ưu thế lắm. Và trong một 100 năm đó thì tôi nhớ rằng thì là ví dụ như là người ta nói tới cái nhà thờ lớn ở Hà Nội đó, thì hình như đời xưa nó là một trong những các một cái chùa lớn, mà cái tháp của cái chùa đó nó soi xuống cái bóng Hồ Gươm, cái Hồ Hoàn Kiếm đó. Nhưng mà vì rằng thì là cái thời Tây mà họ về họ cai trị, họ tới Việt Nam họ cai trị đó, thì họ đâu có lý gì tới cái đó, họ chỉ tìm thấy một cái địa điểm đẹp, thì là họ phá luôn cái chùa, cái chùa mà soi bóng xuống Hồ Gươm đó, và bảo xây cái này cũng không phải rằng thì là họ xúc phạm gì, nhưng mà đấy là một cái địa điểm đẹp, và cái lúc bấy giờ thì người ta cũng không để ý tới cái đạo Phật hay là đạo dân tộc đạo gì cả, thành ra đây mới là một trong những các cái mà nó là những cái vết hằn của lịch sử, nó là những các cái khoảng khoảng không phải là khoảng tối, nó là những cái khoảng tối mà mình cần phải soi dọi vào, và mình cần phải coi như là biện minh lại, biện chứng lại cái lịch sử, xem rằng thì là cái công và tội, công giáo có công thế nào đối với dân tộc Việt Nam và có tội thế nào đối với dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, thưa bác, cho phép cháu nói leo. Tức là đối với những người mà cháu biết như là cái nhóm mà từ cái quên tên cái ông gì mà hồi xưa cháu hay chọc ổng là ổng xưng là bác học tiến sĩ gì, học ở cái trường medicine á. Hồi đó cháu hay khinh thường ổng, cháu nói là ổng là cái trường làng, nhưng mà bây giờ bà chị họ của cháu cũng đang làm việc ở cái trường đó. Thì cái trường medicine đó thì là một cái trường đàng hoàng danh tiếng chứ không phải là trường làng, và ông ta có thể là tiến sĩ thật. Nhưng mà thưa bác, cháu quên tên ông đó rồi, nhưng mà ông ta là một trong những người chủ trương mà đánh phá, chống phá mà phỉ báng Thiên Chúa giáo, đúng không? Là cái nhóm sách hiếm đồ này kia đó. Thì sẵn nói về công với tội đó bác, cháu nghĩ những cái người mà chống phá, chống đối Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đó, thì thật sự họ không có hiểu, là theo cháu, theo cái hiểu biết gọi là khiêm tốn của cháu đó, thì thật sự đó bác, cháu thấy người Pháp á, người ta còn rất là nhân đạo đó. Tức là nếu mà nói về tội ác á, mà của những cái người mà đi truyền giáo ở Việt Nam đó bác, nó chưa có là cái gì so với bác thấy ở Nam Mỹ, đúng không ạ? Họ diệt chủng cả một cái nền văn hóa, cả một, những nhiều dân tộc, nhiều dân tộc người da đỏ bản địa đó bác, là những cái nền văn hóa rất là đồ sộ. Đến bây giờ hồi xưa người Việt Nam mình cứ gọi là mọi da đỏ mà không có hiểu người ta, đúng không ạ? Những cái nền văn hóa cổ đại người ta xây dựng biết bao nhiêu cái kim tự tháp, người ta có chữ viết, người ta có cái nền thiên văn học, toán học, người ta có cả một cái nền văn hóa vĩ đại như là Maya. Mà bác nhớ gần đây có cái cuốn sách gọi là lịch sử đó, và 2012 là tầng thế của người Maya đó. Người ta nói là cái lịch sử người ta có những cái tính toán chi ly đến mà sát đến từng gọi là 10 năm, đúng không ạ? Cái chu kỳ vận hành đó, người ta tính 12.000 năm, mà nó chính xác đến từng giờ từng phút luôn. Đến thời đại thế kỷ 21 mới ngộ ra, mới biết trân trọng được cái hiểu biết của họ. Thì ý cháu nói là Tây Ban Nha họ mới thật sự là họ mới gây ra biết bao nhiêu tội ác, diệt chủng, tiêu diệt cái nền văn hóa. Cũng như là bác thấy gần đây Thiên Chúa giáo Đức Giáo Hoàng phải xin lỗi những người dân da đỏ bản địa ở Canada, đúng không ạ? Đó là nói về tội ác trong người này. Anh tôi còn thấy rằng thì là nó có những các cái mà mình không nhớ ở đâu, nhưng mà cái tội ác mà gần như là họ bỏ cả cái thuốc độc vào trong một cái dòng suối để nó trôi xuống. Tức là cháu không biết họ cố tình là đầu độc. Dạ, cái bệnh dịch đó bác, tức là vô tình hay cố ý, mà cái bệnh dịch đó là người ở châu Âu, đúng không ạ? Họ đã
trải qua cái dịch đó thì từ thế kỷ 13 hay là bao nhiêu rồi đúng không? Mà họ bị mấy lần rồi, thành ra họ đã, tức là họ đã bị gì vậy? Miễn nhiễm rồi phải không ạ? Thành ra khi mà họ qua đến Nam Mỹ là người da đỏ, hầu như rất nhiều dân tộc họ bị tuyệt chủng luôn, là vì những bệnh dịch đó bác. Rồi còn cháu nói là tại sao mà Thiên Chúa Giáo phải, Công giáo La Mã phải xin lỗi những người da đỏ Canada, là cái chính sách hồi đó họ tập trung những người da đỏ lại, họ bắt phải đi học trường đạo. Nhưng mà thật sự họ không có giáo dục, họ không có gọi là nó gần như bây giờ mà thế giới đang liên án Trung Cộng về vấn đề Tân Cương đó bác. Vâng. Có nghĩa là anh kêu là anh muốn cải tạo, anh muốn giáo hóa người ta, nhưng mà thật sự anh chỉ là tập trung người ta lại để anh tẩy não người ta, anh diệt chủng người ta thôi. Vâng, đúng à. Thành ra cái mà có những cái cuộc biểu tình hiện tại bây giờ nó đưa ra một cái biểu tượng là những tờ giấy trắng. Đây nó có thể rằng thì là đây là tẩy não đấy. Làm cho không còn cái dấu vết gì của cái dân tộc đó, của cái cá nhân đó. Và vừa rồi cả Đào nhắc tới cái ví dụ bên Tây Tạng thì nó cũng tẩy não và nó muốn diệt chủng một cách rất là khéo léo. Là ví dụ như tôi nghe thấy nói thì là nó giam đàn ông đàn bà riêng và rồi thì là nghĩa là đàn ông thì gần như là nó nhốt để mà không gây được cái giống và rồi thì là còn thì là nó đưa những người đàn ông giống khác để mà vào với những người đàn bà này. Đó là một hình thức diệt chủng đúng không ạ? Rất là tinh vi. Thành ra khi mà nói về cái tôn giáo đó, cái màu sắc của tôn giáo đó nó còn ác hơn là cái màu sắc của chính trị, chủ nghĩa này chủ nghĩa kia. Cho nên tôi nhớ rằng trong lịch sử của nước Pháp là một cái cuộc chiến tranh 100 năm. Dạ đó. Một cuộc chiến tranh 100 năm và nghĩa là nó gần như là nó hết sức là vô đạo đức. Tôi nhớ là nghĩa là nó hiếp dâm ngay ở bên cạnh nhà thờ, ở bên hông của nhà thờ. Rồi họ thiêu sống bao nhiêu người mà họ gọi là yếu như tà đạo đúng không? Vâng. Ngoại đạo, phản đạo rồi này kia đó. Vâng. Thời đó. Cái thời đó và còn trong lịch sử Việt Nam thì cũng cái thời Minh Mạng, Diệu Triệu Tự Đức gì đó. Là cũng lại chống đạo đấy chứ. Thành ra cái đời đó thì nó đâu có phải là có chủ nghĩa Marxist Leninist gì đâu, không ạ? Mà các vua Việt Nam hồi đó cũng đã thấy cái nguy hiểm của cái đạo Thiên Chúa. Bởi vậy đó bác, thứ nhất là Vatican đúng không ạ, là Công giáo La Mã họ thống trị châu Âu cả ngàn năm đúng không ạ? Nếu mà cộng luôn bên phía Công giáo Hy Lạp đó phải không ạ? Orthodox á, cháu quên cái từ Việt Nam mình gọi là cái gì rồi? Chính thống đấy. Dạ, chính thống đó. Thì Orthodox á là họ kéo dài cả ngàn rưỡi năm đúng không ạ? Sau này mới bị Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman á, họ triệt tiêu đó. Thì như hồi nãy cháu mới nhắc đó là vậy đó bác. Tức là Tây Ban Nha họ sắc máu hơn. Mặc dù nói như vậy nhưng mà thật sự là sau này vì Pháp, có nhớ ngày 13 thứ sáu ngày 13 đó bác, cháu có nhớ ông vua, cháu quên tên ông Philip hay là ông gì đó, ông vua Pháp, ông thiếu tiền và Công giáo mấy cái người mà kỵ sĩ Thiên Chúa Giáo bác, Templar đó, thiếu nhiều tiền quá trả không được, thành ra coi như là chụp mũ luôn để xóa nợ, nói là mấy thằng này là mấy thằng tà đạo, là tịch thu hết tài sản, là đem xử tử hết mấy ông kỵ sĩ Thiên Chúa Giáo. Mà thời đó cháu nói là Công giáo La Mã người ta thống trị châu Âu cả ngàn năm rồi đúng không ạ? Thì từ đó là vì vấn đề Pháp, người ta mới từ là vì vấn đề quyền lợi ông vua đó thôi đúng không ạ? Rồi như bác nói á, chiến tranh như vậy là Tây Ban Nha là nhân danh Thiên Chúa, nhân danh là Đức Giáo Hoàng mới muốn trừng phạt Pháp
đúng không ạ? Rồi sau này cũng vậy, khi mà bác nhớ là ông vua nước Anh, ông muốn ly dị vợ, cưới vợ mới, Đức Giáo Hoàng không cho. Ông mới là dẹp luôn, ông nói tao bỏ đạo luôn, tao lập đạo riêng của tao, tao đúng không ạ? Nước Anh sẽ có anh giáo, quốc giáo của anh, tức là cũng là Thiên Chúa giáo nhưng mà cái giáo hội Anh Quốc. Đó là những cái sự ly khai, đúng không ạ? Và lúc đó Tây Ban Nha cũng là nhân danh Đức Giáo Hoàng, nó gọi là Armada đó bác, mang nguyên cả một cái hạm đội khủng khiếp to lớn vĩ đại để trừng phạt Anh, mà lúc đó là có thể xóa sổ nước Anh đó. Nhưng mà tại vì không biết là ý trời hay gì mà, hay là làm phim thì người ta nói có một vài người Mỹ qua giúp cho hải quân Anh dùng những cái mẻo thủy hỏa công. Dạ. Đó để mà rồi cái đoàn tàu vì Tây Ban Nha nó quá nhiều mà nó quá ị di đó, thành ra khi mà bị hỏa công thì giống như xích bích thôi, đúng không ạ? Nó cháy rồi bị bão biết nữa, cuối cùng thì Tây Ban Nha, Anh thì cũng không thắng, nhưng mà Tây Ban Nha cũng như Mông Cổ mà qua Nhật đó bác, thì cũng không có đổ bộ được, cũng không xâm chiếm nước Anh được, thành ra Anh sống sót được qua cái kỳ đó, là cũng là từ đó trở đi thì Anh mới bắt đầu khởi sắc được, có nghĩa là muốn ly khai công giáo La Mã. Chứ trước đó mặc dù là mỗi nước đều có những cái quốc gia riêng có vua, đúng không ạ? Nhưng mà đều phải được sự đồng ý bổ nhiệm sức dầu của Đức Giáo Hoàng, đúng không? Và sau này gần như Tây Ban Nha là cái nước mà trước đó là bị Hồi giáo thống trị, sau này mới được gọi là giải phóng, đúng không ạ? Nhưng mà sau này Tây Ban Nha là cái nước cuối cùng mà lúc nào cũng là giống như là dùng gì bác, cái công cụ á, tức là kiểu như là quân đội của công giáo La Mã là sau này là Tây Ban Nha. Bởi vì cháu mới nói là bác thấy là sau này như Tây Ban Nha, như Florida, đúng không ạ? Là trước đó là đất của Tây Ban Nha đó chứ. Wow. Đúng không ạ? Hoa Kỳ là Anh với Pháp là chia đôi. Sau này Pháp người ta bán lại cho Anh. Tức là không lẫn nhau, đúng không ạ? Pháp bán lại Louisiana rồi này kia, những cái vùng đó. Nhưng mà bác thấy từ Mexico trở xuống là Tây Ban Nha. Mà Tây Ban Nha người ta rất là sắc máu. Cái nền văn minh của Tây Ban Nha nó cũng lớn lắm. Dạ. Thế mà thành ra để trở về ban nãy tôi nói, ví dụ như Việt Nam các cái vua Minh Mạng mới biết là cấm đạo. Còn để mà tới mà cái hồi mới đây, cái hồi mà chúng ta đang sống đây đó, từ hồi mà người Pháp cai trị cho tới nay đó, thì dần dần nó thấy rằng thì là cái người cái Thiên Chúa giáo La Mã đó nó gần như là nó thống trị ở trên nước Việt Nam. Ồ vậy. Vâng, mình nhìn thấy rằng thì là cháu nghĩ về mặt diễn đàn, về mặt giống như là trí đường này kia thôi, đúng không ạ? Chứ đại đa số thì vẫn là theo đạo ông bà hoặc là đạo Phật rồi. Thế nhưng mà tiếng nói của cái người cai trị bọn công giáo đó là cái bọn mà nó bây giờ nó nắm cái truyền thông là to mồm. Vâng, to mồm, nó nắm cái truyền thông ở hải ngoại, không? Dạ. Nó nắm cái truyền thông ở hải ngoại. Và mình thấy rằng thì là nó bây giờ là một trong những các cái loại người mà tôi phàn nàn về cái truyền thông hải ngoại, là cái bọn này nó không phải là bọn cái yếu tính của Thiên Chúa giáo, tức là dòng lòng thương người, mình vì mọi người vì mình, sáng danh Thiên Chúa trên trời, nhưng mà nó có cái không những là Thiên Chúa giáo nó nằm trong cái hàng ngũ của những người cai trị, và thì tất nhiên là nó không còn lý gì tới những các cái đạo của dân tộc như là đạo Phật hay là đạo và nước Việt Nam thì nó mẫu hệ, hay là nước Việt Nam nó là một trong những các cái đạo mà đạo thờ ông bà. Dạ, không ạ? Dạ. Tuy rằng thì là đứng về phương diện triết học hay là gì đó thì làm sao mà so sánh được với những các cái
những các cái nền văn minh của Tây phương, của Thiên Chúa giáo. Thành ra cái đạo dân tộc ấy nó cứ phải nó thực sự ra là nó chiếm đa số quần chúng. Nó ở dưới, nhưng mà cái thành phần cai trị thì là nó là cái đạo Thiên Chúa giáo. Tức là có tiếng nói rồi trí thức rồi bác nói đúng không ạ? Thành phần tinh hoa hoặc là lãnh đạo đó. Vâng. Tại vì nói chung là thời đó là như bác nói 100 năm bị Pháp đô hộ đúng không ạ? Vâng. Thành ra từ từ là những cái tầng lớp gọi là thượng lưu trí thức hoặc là những cái vùng cái công quyền là từ từ cũng phải theo Pháp rồi cũng phải theo đạo. Vâng. Đấy, ban nãy mà tôi nhắc lại cái nhà thờ lớn ở Hà Nội đó. Cái hồi đó là người Pháp nó phá một cái chùa, cái chùa tên là cái chùa gì đó, nhưng mà tức là cái tháp của cái chùa đó nó khá cao và nó soi bóng nó soi bóng lên cái hồ Hoàn Kiếm, hồ Gươm của Hà Nội. Thế mà người Pháp nó tới thì nó không phải là nó muốn kỳ thị, nhưng mà đấy là cái địa điểm tốt cho nên nó phá cái đó đi. Bởi phải cháu muốn nói là vậy đó mà tức là nhìn ở góc độ như bác vừa trình bày thì rõ ràng họ cũng có lỗi, họ cũng có gây tội ác đúng không ạ? Vâng. Nhưng ý cháu nói nhìn ở cái mức độ mức độ nghiêm trọng đó. Vâng. Thì ý cháu muốn nói đến Tây Ban Nha là vậy đó bác. Tây Ban Nha họ có cái chính sách giống như Trung Cộng bây giờ đó. Bác thấy là Mexico, Mỹ Tây Cơ rồi những cái nước Nam Mỹ không? Là hoàn toàn Thiên Chúa giáo hết. Hoàn toàn nói tiếng Tây Ban Nha luôn, nói tiếng được Bồ Đào Nha chứ không còn giữ được cái văn hóa bản địa nữa. Là ít ra thì người Pháp người ta cũng còn nhân bản đó bác. Bác hiểu chứ không ạ? Tức là đương nhiên họ cũng không có coi trọng cái chùa của mình, họ cần thì họ phá. Nhưng mà họ không có cái không chính chương à. Dạ. Chứ còn tụi Tây Ban Nha là nó triệt nó giết đó. Anh thành ra cái chùa mà cái lúc bấy giờ cái chùa mà lớn đó, thì là người Pháp người ta phá đi để mà người ta xây cái nhà thờ lớn Hà Nội đó. Họ cũng không chủ trương kỳ thị đâu. Nhưng mà đấy là một địa điểm đẹp không ạ? Tức là nhu cầu thôi và họ không có coi trọng. Vâng. Đúng là di tích hoặc là văn hóa của mình. Vâng. Thế thì tới gần đây thì tôi tiếp theo đó thì là tôi thấy rằng thì là cái chế độ Ngô Đình Diệm cái chế độ Ngô Đình Diệm thì tức là nói về cận đại đó thì cái chế độ Ngô Đình Diệm thì tôi nhớ rằng thì là đây là cái thời mà mình cả một cái giai cấp tất cả những trường học đều những cái trường học mà cái là gọi là nổi tiếng đó, La Santa Be nó biết thì bao giờ thì cũng có tên thánh rồi thì là bao giờ cũng đọc kinh trước cái giờ học vân vân thế còn thì là ví dụ những cái trường công lập thì nó không đến nỗi như vậy. Nhưng mà rõ ràng nó là một trong những các cái bởi vì mấy ông Thiên Chúa giáo ông ấy có tiến sĩ, bằng tiến sĩ về thần học cần thiết thì ông mới có thể coi một cái viện, ví dụ như viện đại học Đà Lạt, viện đại học này, viện đại học kia đó hồi mà mình học những các cái lớp cuối cùng của trường Chu Văn An thì mình đã thấy rằng thì là cha Trần Văn Hiến Minh rồi cha này cha kia đó, tất cả những cha đó còn ở trên Đà Lạt đó thì là trường chính trị kinh doanh Đà Lạt hay là gì đó thì là hoàn toàn là những các cái quý vị linh mục Thiên Chúa giáo là có họ có đủ những cái bằng cấp để mà họ làm viện trưởng còn thì tới cái thời mà sau này tới cái thời mà hết cái thời ông Ngô Đình Diệm đó thì mình mới thấy rằng thì là
cái thời ông Ngô Đình Diệm thì ông ấy hoàn toàn là ông kỳ thị, hoàn toàn là kỳ thị. Tôi còn thấy rằng thì là có những các cái ông trung tá, đại tá, những ông trung tá từ cái cấp tá trở lên, hay là cấp giám đốc hay là cái gì cái kia, nó có cả một cái phong trào, nó gọi là phong trào cải đạo. Và cái chữ cải đạo của nó lại dùng một cái nó hết sức là hách dịch, tức là trở về đạo, trở về nguồn đó, trở về đạo. Mà rõ ràng là cái đạo Thiên Chúa thì nó không có dính gì tới cái của cái dân tộc Việt Nam, mà nó bảo là trở về đạo. Hoặc là hồi xưa cái thời đó hay dùng từ một cách là không biết vô tình hay cố ý, mà họ là người có đạo hay là không có đạo, đúng không ạ? Vâng, đó là cái sự lạm dụng ngôn từ là vâng, thì anh tôi còn nhớ rằng thì là khi mà lịch sử cận đại đó, khi mà người Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ, coi như rằng thì là vào những ngày mà mưa ở Bắc Việt, Điện Biên Phủ đó, cái thời gian đó là Pháp thua liềng xiềng ở cái Điện Biên Phủ, mà người ta gọi là cái Điện Biên Phủ nó là cái lòng chảo, nó ở một cái chỗ thấp, thì cái hồi đó về phương diện chiến tranh cái lúc bây giờ nó còn yếu đó, thì cái Điện Biên Phủ nó ở cái lòng chảo nó thấp, thì những cái máy bay mà tiếp tế không thể bay bay xà xuống được, thành ra đó chung quanh ở trên bờ cái lòng chảo đó là máy bay tới đó là nó đã bắn, đến nỗi mà máy bay mà khó mà lọt qua được cái vòng đó để mà thả dù để mà tiếp tế, thành ra cái cầm cự cái lính Pháp, cái người Pháp, và nhất là tất nhiên là những các cái lính người Việt, kể cả tá tiết của người Việt đó, lúc bây giờ đó thì là ở trong cái lòng chảo Điện Biên Phủ đó thì không thở được, coi như rằng thì là ở dưới thì trận mưa của Việt Nam nó ngập tất cả những các cái hầm trú ẩn đó, thì là phải đào sâu xuống cái nước. Mà tôi thấy rằng những cái người sĩ quan với lại binh lính đó là nằm ở dưới hầm trú ẩn, mà bây giờ đó là nước nó ngập tới ngực rồi, thì đành phải trèo lên, thành ra nó không có cái cách nào mà không đầu hàng cả. Thế nhưng mà thế thì đầu hàng là người Pháp thua ở Điện Biên Phủ, nhưng mà cái thế lực ngoại bang, thế lực Tây Phương thì chúng nó bênh nhau, cho nên nó mới để cho người Pháp lấy được những tù binh về mà bị bắt ở Điện Biên Phủ, nó cả mấy ngàn đó, thì lúc bấy giờ là